Chào các bạn, mình là kỹ thuật viên của OBD Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy G-Scan 2 để cài lại hộp túi khí trên dòng xe Kia Morning đời 2015. Thì bây giờ là xe này bị ngập nước thì là chủ xe đã thay lại túi khí, hộp túi khí, và hiện tại bây giờ là chưa cài trên đồng hồ tắp nô. Đây, đồng hồ tắp nô đây. Sẽ hiển thị là khi máy đang nổ là hiển thị túi khí nhấp nháy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng G-Scan 2 để quét chức năng diagnostic và Kia NR. Picanto. Con này 2015 này. Động cơ xăng này. Và túi khí. Thì chúng ta sẽ quét máy hiển thị lỗi P176200 ACU coding error, tức là hộp mà chưa được cài đặt. Hộp chưa được cài đặt chúng ta xóa thì sẽ không bao giờ xóa được lỗi này. Quay trở lại để cài đặt hộp túi khí, chúng ta vào chức năng Special Function. Chọn chức năng ACU và coding. Yêu cầu động cơ chìa khóa on và chúng ta ấn OK. Ấn OK, continue. Chúng ta nhập cái code. Cái code này chúng ta có thể lấy từ cái hộp túi khí cũ, hoặc là chúng ta có thể tra trực tiếp ở trên trang chủ của Kia. Chúng ta ấn OK. Chúng ta sẽ tắt chìa khóa đi và bật lại. Đây, chúng ta kiểm tra hộp. Thế là quá trình coding cài lại hộp mà thành công thì sẽ không còn lỗi nữa. Rồi, rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hộp túi khí bằng sử dụng máy G-Scan 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.